Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí Số 16 Văn bản hợp nhất Văn phòng Quốc hội Ngày 10 tháng 12 năm 2018 Văn bản này được hợp nhất bởi Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44 năm 2013 Quốc hội 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Luật quy hoạch số 21 năm 2017 Quốc hội 14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Luật số 35 năm 2018 Quốc hội 14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 Chương 1 Quy định chung Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong 1. quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước. 2. quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên. 3 hoạt động sản sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của tổ chức hộ gia đình cá nhân. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ quan tổ chức cá nhân quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước. 2. Cơ quan tổ chức hộ gia đình cá nhân quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên. 3. Tổ chức hộ gia đình và cá nhân. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1 tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn tài sản lao động thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định đối với việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước vốn nhà nước tài sản nhà nước lao động thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên ở những lĩnh vực đã có định mức tiêu chuẩn chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức tiêu chuẩn chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức tiêu chuẩn chế độ nhưng đạt được cao hơn mục tiêu đã định. 2. Lãng phí là việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định mức tiêu chuẩn chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên vượt định mức tiêu chuẩn chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định. 3. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do nhà nước quản lý. 4. Khu vực nhà nước bao gồm các cơ quan tổ chức do nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động do nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ các nhu cầu phát triển chung thiết yếu của nhà nước và xã hội. 5. Tài sản nhà nước là tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước hoặc do pháp luật quy định thuộc sở hữu quản lý của nhà nước, bao gồm trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, máy móc phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc, tài sản từ nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước cho nhà nước và các tài sản khác do pháp luật quy định. 6. Tài nguyên bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác. Tài nguyên và các tài sản do nhà nước đầu tư quản lý là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. 7. Người đứng đầu cơ quan tổ chức là người được bầu, bổ nhiệm hoặc phê chuẩn vào vị trí lãnh đạo quản lý và chịu trách nhiệm cao nhất trong cơ quan tổ chức đó. Điều 4 Nguyên tắc thực hành tiết kiệm chống lãng phí một Thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên từ chủ trương đường lối cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra giám sát. 2. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí phải căn cứ vào định mức tiêu chuẩn chế độ và quy định khác của pháp luật. 3. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí phải gắn với cải cách hành chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức. 4 thực hiện phân cấp quản lý, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, để thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 5. Bảo đảm dân chủ công khai minh bạch, bảo đảm vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Điều 5. Công khai về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 1. Công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên là biện pháp để bảo đảm thực hành tiết kiệm ngăn chặn phòng ngừa lãng phí. 2. Trừ lĩnh vực hoạt động thuộc bí mật nhà nước, các lĩnh vực hoạt động sau đây phải thực hiện công khai. A. Dự toán, phân bố, điều chỉnh dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước của các cơ quan tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước. Các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước. B. Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm quản lý sử dụng tài sản trong cơ quan tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước. C. Các khoản thu vào ngân sách nhà nước, huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho tín dụng nhà nước. Các quỹ có nguồn huy động đóng góp trong và ngoài nước nợ công theo quy định tại luật quản lý nợ công. D. Các quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển ngành vùng kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên. D. Định mức tiêu chuẩn chế độ do cơ quan tổ chức quy định hoặc áp dụng thực hiện, quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ của cơ quan tổ chức, quy chuẩn tiêu chuẩn ngành lĩnh vực. E. Phân bố sử dụng nguồn lực lao động. G. Chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kết quả thực hành tiết kiệm, hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí quy trình thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức cá nhân y lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật 3 hình thức công khai bao gồm a phát hành ấn phẩm b thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng c thông báo bằng văn bản đến cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan d đưa lên trang thông tin điện tử d công bố tại cuộc họp niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan tổ chức e cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan 4. Ngoài các hình thức công khai bắt buộc theo quy định của pháp luật, người đứng đầu cơ quan tổ chức có trách nhiệm lựa chọn áp dụng một hoặc một số hình thức công khai cho từng lĩnh vực hoạt động phù hợp quy định tại khoản 3 điều này. 5. Chính phủ quy định chi tiết hình thức, nội dung, thời điểm công khai. Điều 6. Giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. một Công dân có quyền giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua hình thức tố giác khiếu nại, tố cáo hoặc thông qua mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát hiện và kịp thời phản ánh cho tổ chức cá nhân có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí. 2. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội. 3. Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại địa phương theo quy định của pháp luật. 4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Điều 7. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức. 1. Xây dựng chỉ đạo thực hiện chương trình kế hoạch thực hiện tiết kiệm chống lãng phí gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong phạm vi lĩnh vực trong cơ quan tổ chức được giao quản lý xây dựng các giải pháp để thực hiện nhằm đạt được mục tiêu thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm về việc ban hành các văn bản cá biệt không phù hợp thực tiễn và trái pháp luật gây lãng phí. 3. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm, việc thực hiện chương trình kế hoạch và giải trình về việc xảy ra lãng phí trong cơ quan tổ chức mình. 4. Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan tổ chức. 5. Bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí của công dân cơ quan tổ chức quy định tại điều 6 của luật này. Khi nhận được phản ánh về các hành vi lãng phí xảy ra, người đứng đầu cơ quan tổ chức phải chỉ đạo kiểm tra xem xét để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời và trả lời bằng văn bản cho cơ quan tổ chức cá nhân đã phát hiện. 6. Tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động thanh tra nhân dân tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm tra thanh tra theo thẩm quyền, xử lý hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Đối với người trong cơ quan tổ chức mình có hành vi gây lãng phí, thực hiện công khai việc xử lý hành vi gây lãng phí trong cơ quan tổ chức. Điều 8. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. 1. Thực hiện chương trình kế hoạch mục tiêu chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao. 2. Quản lý sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ, giải trình và chịu trách nhiệm cá nhân về việc để xảy ra lãng phí thuộc phạm vi quản lý sử dụng. 3. Tham gia hoạt động thanh tra nhân dân, tham gia giám sát, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan tổ chức và trong lĩnh vực công tác được phân công, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gây lãng phí theo thẩm quyền. Điều chính, Phát hiện lãng phí và trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí. 1. Thông tin phát hiện lãng phí bao gồm: A. tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. B. phản ánh dưới hình thức khác của cơ quan tổ chức cá nhân. 2. Người phát hiện lãng phí có quyền cung cấp thông tin cho người đứng đầu cơ quan tổ chức nơi để xảy ra lãng phí, thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước để xem xét giải quyết hoặc cung cấp cho các phương tiện thông tin đại chúng để đưa tin theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của thông tin phát hiện. Trường hợp cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, lợi dụng thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan tổ chức, uy tín của người khác thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Người đứng đầu cơ quan tổ chức nơi có phát hiện để xảy ra lãng phí có trách nhiệm kiểm tra, làm rõ thông tin phát hiện lãng phí khi được cung cấp. Trường hợp có lãng phí xảy ra phải ngăn chặn, khắc phục kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm và thông báo công khai kết quả giải trình trước cơ quan chức năng về việc để xảy ra lãng phí. 4. Cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp khi nhận được thông tin về lãng phí có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức làm rõ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 5 cơ quan thông tấn báo chí thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phát hiện phản ánh hành vi lãng phí. 6. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thực hiện quyền cung cấp thông tin phát hiện lãng phí, đe dọa trả thù trù dập, xúc phạm người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí. 7. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý thông tin và biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí. Điều 10. Kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi, kiểm toán nhà nước. 1. Kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên bao gồm việc tự kiểm tra của cơ quan tổ chức, kiểm tra của cơ quan tổ chức cấp trên với cơ quan tổ chức cấp dưới và cá nhân có liên quan. 2. Thanh tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện thông qua hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành hoặc qua việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan tổ chức cá nhân. 3 kho bạc nhà nước thực hiện kiểm tra, kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước theo chính sách, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do nhà nước quy định để bảo đảm sử dụng tiết kiệm hiệu quả chống lãng phí. 4. Kiểm toán thực hành tiết kiệm chống lãng phí bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động đối với việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước và tài nguyên của các cơ quan tổ chức. 5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện kiểm tra thanh tra kiểm soát chi và kiểm toán có trách nhiệm phát hiện ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về thực hành tiết kiệm chống lãng phí xác định rõ nguyên nhân và kiến nghị biện pháp khắc phục